xong 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 đấy, để tao chơi lau cho, tao chơi lau cho, tao chơi được lau, tao chơi cho. Ok hay thôi, tao chơi zone tiếp đi, để tao chơi zone tiếp đi cho nó lạnh. À, đừng ai ra, ai ra không chơi được với zone đâu, con khác đi. Azum ấy, Azum ấy, Azum ấy, để thằng Azum chơi chứ ai ra chơi zone không hợp. Azum lên đi nào, các cậu ơi. À đây đây, con này cũng được này, nhưng con này hơi phè tí. Đây con này ngon rồi. Đi. Direct. Nhiều tanh vào, nhiều tanh vào. Nhiều tanh vào. Cứ chơi Malok đi, Malok của ấy được. Mày chơi mấy con nào mà khắc được cái kéo của Crack ấy. Tao ngán Crack lắm rồi. Ten seconds remaining. Ngầu áo xanh rằng là giữa mấy ngàn về chốn xa xôi. Giờ chỉ là những tấm phim dư thừa, những tấm phim dư thừa, em thua đi thua lại chẳng còn gì nữa. Giờ này giờ em quay lại và nói với anh, mà phải làm. You are on the red team. Thật tại sao giọng của Tùng trên này nghe nó ngon dài thế nhỉ? Giọng thằng Tùng trên này ngon dài quá Tùng ạ. À. Ừ, em ơi, giọng kiểu ôm ôm không chậm chậm ấy. Em ơi, nghe sướng tai vãi. Chỗ này phải thắng thôi. Đứng ngồi, đứng ngồi, đứng ngồi, đứng ngồi.
đứng rồi, phải thắng rồi. Trận này đứng rồi đấy. Cô đang FP đâu rồi? Nhất định sẽ thắng được. Tùng cứ tin tôi. Trận này Tùng đã lên tiếng thì phải thắng. Đứng rồi. Ui. Sắp nghiện giọng Tùng mất rồi. Ổn. Ôi ơi Tùng ơi, đừng nói nữa. Nghe giọng hay quá rồi. Không nhìn được. Ôi. Chết rồi, máy nóng rồi. Nhanh chơi nhanh thôi. Nhanh xong 3 trận đi. Ui. Kéo lắm thế. My victory heralds your doom. Lên đồ kiểu xuống. Ô may quá, không bị kéo. Rút lui. Đang tới. Knife goes in, guts come out. Rút lui. Ông ơi, lag rồi. Tấn công. Tấn công tướng địch. Liliana. Rút lui. Mana is low. Phê quá. Tùng ơi, hề luôn, con sắp bị nghiện giọng của bố rồi Tùng ạ. Nghiện giọng của Tùng rồi đấy. Tùng nói giọng hay quá Tùng ạ. Ê ơi, không thể ngờ được. Cứ nghĩ giọng Tùng trên này không hay lắm đâu, bình thường thôi nhưng mà nó hay quá hả? Ừ, rồi đấy. Sau cứ chơi cứ nói cái giọng này đi chắc chắn sẽ thắng. Nhưng 100% công lực. Hết mana rồi, tao về đây. Tao hết mana rồi đấy. Mày che cho tao đi. Đợi tôi có tăng là còn kết thúc được rồi. 3 món thôi. You have been defeated. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Our middle lane tower is under attack. Rút lui. Life goes in, guts come out. Về thôi, không ăn được đâu. Cao ấy. Trụ này nát trụ rồi đấy. Your team has destroyed a tower. I have been ways to make you talk. Ô chết rồi. Ở đây, tỉnh rồi. Ô, lag rồi. Đơ rồi. Máu định còn đơ rồi. Ở đây, quay trở lại ở đây. My demon bloodlust is... Ooh. Ôi chết rồi. Cứ đông đông là sẽ bắt đầu lag.
too easily. Not fun at all. Chú ý chú. Backdoor là đầy lẻ đấy. Nghĩa là đầy lẻ một đường lúc mà tem bạn không để ý. Người ta gọi là backdoor. Unstoppable. Kera kìa. The Dragon Wing Tower is under attack. Ăn con Lily, ăn con Lily, ăn con Lily này. Ăn được Lily không? Đẩy đẩy lốt, đẩy lốt, đẩy lốt đường mít đi, đẩy lốt mít đi. Máy lag rồi đấy. Anh ô chết rồi, lag rồi, Lily lưng giết này, cẩn thận. Túi con Lily này. Chán nhỉ. Giật giật không? Nó giật giật kìa. Cái gì đấy? Grack một cái lag cấp. Ê ôi, ôi ôi, lag rồi. Your tower has been destroyed. Kinh quá. Bình tĩnh rồi, không thua được. Tôi đi đường có tao ở đây, chúng mày không thuộc đâu. Đó, thủ thôi. Thủ thôi, thủ thôi, thủ thôi. Đại, tao có đồ đã. Xong bắt đầu, kẻ phản công. Tính rồi, không thua được. Mà cái lag này tao sợ là đéo được cái này. Mấy tao nó giật lắm rồi. My demon bloodlust is tingling. Mày lag quá rồi. Ok, quay lại ở đây. You have been defeated. Dragon and Slayer have evolved. Giật quá. Ê, đi tắc tắc cái đi cho tao đỡ giật cái. Đi chung dễ giật lắm. Tắc tắc cái đi. Chúng lá quá rồi. The enemy Dark Slayer has been summoned. Rút lui. Lại đông lại ấy rồi. Tao bảo chỉ biết đánh cường mới đấy. Đánh cường không được cái này. Enemy onslaught. Rồi. An enemy has been defeated. Our base tower is under attack. Malok làm được gì không? Malok, Malok cố lên. Lính ơi Malok ạ. Lính ơi, lính ơi, lính ơi. Cứ lính ơi, lính ơi, lính ơi, từ từ.